Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 27 tháng 5, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trình bày tờ trình dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo luật gồm 7 chương 74 điều và rất nhiều điểm mới ở các nội dung quy định chung. Quá trình xây dựng trình dự án luật còn có ý kiến khác nhau liên quan đến việc quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp trong dự án luật này. Cụ thể như loại ý kiến thứ nhất, đề nghị dự án luật quy định một chương riêng về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ tại các loại hình doanh nghiệp, trong đó quy định một số đặc thù đối với doanh nghiệp nhà nước. Loại ý kiến thứ hai, đề nghị dự án luật không quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp. Chính phủ thống nhất với loại ý kiến thứ nhất. Trên cơ sở đó, dự thảo luật quy định một chương là chương 4 về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp. Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Quang Thanh Tùng nhấn mạnh, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với những lý do như đã được nêu trong tờ trình của Chính phủ. Hồ sơ dự án luật được Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy định. Cũng trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Đồng thời, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.